Bất chấp trời mưa to và mặt đường trơn ướt, tài xế xe ô tô hiệu Toyota Fortuner trong đoạn video clip này vẫn lái xe phóng với tốc độ cao, dẫn đến mất lái khiến chiếc xe lật ngang trên giải phân cách giữa đường. Mới đây, đoạn video clip ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người thót tim này đã được lan truyền trên mạng xã hội khi một tài xế điều khiển ô tô phóng nhanh bất chấp điều kiện trời mưa, đường trơn dẫn đến tai nạn khiến chiếc SUV lật ngang trên phố. Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 6 năm 2022 trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua địa bàn xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo hình ảnh được camera gắn phía sau một xe ô tô con ghi lại được, thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô này đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ với tốc độ hơn 60 km/h trong điều kiện thời tiết mưa to, mặt đường đọng nước và rất trơn. Đúng lúc này, xuất hiện một xe ô tô khác màu trắng hiệu Toyota Fortuner đang phóng rất nhanh từ phía sau với ý định vượt qua ô tô gắn camera hành trình. Tuy nhiên, do điều kiện đường trơn, chiếc SUV 7 chỗ trong quá trình tăng tốc đã bất ngờ bị trượt bánh khiến tài xế mất kiểm soát. Chiếc Fortuner sau đó lao về phía giải phân cách giữa đường và lật ngang. May mắn là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Mặc dù vậy, đoạn video clip ghi lại tình huống này sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bức xúc với cách lái xe quá cẩu thả, phóng nhanh bất chấp của tài xế ô tô. Bên cạnh đó, theo một số tài xế kinh nghiệm, để lái xe SUV gầm cao an toàn trong điều kiện trời mưa, tốt nhất là tài xế cần hết sức tập trung và không nên đi với tốc độ quá cao.